xong hai cái này với cái đó chắc cũng phải tới 12 giờ. Dạ mười đừng khóc, cái gì bông túi chưa đi nghe. À, động đất anh yêu như cơn gió. Rồi cái gì đó. Em ơi đừng khóc, bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi. Đúng rồi. Sẽ bắt em đi, tình yêu như cơn lốc phút chốc rồi gì đó. Tính ra cách đây 3 ngày mình mới nghe cái bài đó full. Chúng này tập trung nè. Trời nghe mình. Biết bài đó là gì. Mình số rồi. Qua đã. Còn Jumi nha, còn Jumi nha, nó thả nhiều á. Ờ, để không lá đâu, để không lá đâu. Jumi anh em ơi. Jumi lại chơi, Jumi lại chơi kìa, Jumi lại chơi kìa. Hai em ơi. Đủ bích cũng ngon đó nha anh em. Mang đắp kìa. Bao lá đây nha. Hai đây. Không bị giết được hả? Nè, nó cho mày đây anh em ơi, một đống thôi nha. Jumi thôi, chủ động cho cái gì đó. Sau lần lấy thầy, cái này mày sau lần lấy thầy ơi. Từ từ nha, cái góc này hơi khóa theo đi á. Chết luôn. Đội trưởng đội cổ vũ địa một à. Menta luôn đi. Mình đợi lính luôn đi. Không được rồi, hết thời gian. Nào comment ẩu này không phải là chú Phi nói nhiều nha. Cảm giác có cái linh cảm xấu. Sao anh em đi lặng hay anh em phải dùng máy xào đây nhá. Để anh em đi lặng này không được không. Anh đang tập trung rồi. Anh tập trung nhưng mà không ổn rồi anh ơi. Tư dân 2 sẽ lạ luôn. Em ơi đừng khóc, nước mắt cái gì vậy. Trong bóng tối xứ. Nó mắc bóng tối. Thì bắt em đi. Anh em mình mới vượt qua game này á. Ok, anh em. Có lợi thế thì mình cũng kỹ để mình đánh Win nha. Ok. Khải, Khải này đánh kỹ quá ha. Khải giờ này cẩn thận quá. Anh em giùm em ơi. Coi anh này. Outplay đối phương cũng không thành công luôn. Các bạn ai sau lần không? Không anh ơi. Nó quá thằng rồi. Xếp mấy xuống rồi đè. Xuống rồi đè. Ok, nó bay rồi, Nó thằng Play hôn gió cái chịu. Khó chịu. Em kiếm Em kiếm một quanh ngược trở lại. Tụi nó còn 3. Em còn TV á. Nghe anh cái nào Adem mà đứng Adem nó mà đứng cao một cái thôi là anh em mình bung lá lên anh em mình mỏ lại chết rồi anh em. Đánh với lại gam sức điệp mà nói nhiều nha. Bóng nha.
Hãy nhìn AD nó được á. Quý một công thôi, quý một công thôi. Thằng này luôn em. Lướt lại. Đánh gì hết, con tới luôn. Một con tới luôn. Qua được à. Nhìn nó có mắt nhầm vòng này, nó sẽ lấp lên. Nó sẽ lấp con tới luôn á. Ôi, con mắt xíu thì mắt ngu nha, thôi cái mắt ở đây nó thấy đó nha. Đúng tiếp theo, tôi thấy thằng đĩa hơi bị trúc chắc mình, chật vật một tí, ta không có thể anh đấm đúp lên nó thấy nha. Ăn luôn, ăn luôn, ăn luôn, ăn luôn, Bo đặt cái quy chứ mà anh kêu nha. Ok. Khách quay rồi anh em ơi, chủ khách quay rồi cho tao. Lúc nào cần TP cứ kêu nha anh em. Ok em ơi. Có chuyện nó mở là được. Chuyện máu bơi. Chịu chiêu quá bơi. Biết đang vào rồi. Biết đang vào anh em ơi. Xin lỗi anh ơi. Chờ em xuống. Bất cố rất khả năng. Dạ đi ha anh dạ. Nghe đây anh em ơi. Đây đứng nhìn anh đó. Ok đây. À không được thì cứ bỏ đi. Ra đi rồi. Ok anh. Để hơi luôn, xe lép, xe lép, xe lép, xe lép, xe lép, xe lép. Xe lép bắn rồi. Đây là kiểu của xe lép á. Chưa hai lời đẹp rồi, mắc bái và đẹp. Không ăn được. Ờ, không ai ta kêu ta. Bây giờ mắc lại quá. Nhưng mà cảm giác nó vẫn cứ sao sao á. Đó là tên mình không có tập trung á. Mình chơi game mà mình cứ nói gì đâu không à. Mình gán mắc lại hay gì. Đừng để nói trong game. Gán tập trung cho nó là xong đi. Rồi muốn nói gì nói. Thằng đĩa nha. Dạo này thằng đĩa nói hơi nhiều. Celeb hơi khó chịu rồi đó. Kệ nó nhiều nó hơi khó chịu rồi đó. Sao KT là chuẩn bị hết hợp đồng với game cuối mùa nha đĩa. Lép nhìn mày hơi khó rồi đó.